Xin chào cả nhà nha. Lan mới đặt mua một xe chắc Lan đây, rồi một số cây cảnh nữa. Thì bây giờ mình đang xuống hàng từ từ rồi, để xong xuôi mình chiếu cho bà con coi nha. Xin chào cả nhà, hôm nay Lan xin chia sẻ qua Lan ở nhà Lan nha. Còn bên đây là mấy cái loại Lan cũng quý lắm bà con. Cái này Lan cọp mà loại màu xanh nè. Đó, Lan cọp mà màu xanh. Đó, mấy cái này thì Lan còn để hình lại nè. Đó, nó treo, Lan treo trong cái sào mà ở hãng Lan đem về để đựng quần áo đó. Lan làm hãng may nên Lan có nhiều sào này lắm. Đó, đây. Trên cái này là trên 20 chậu nè, mấy chậu lớn này được 5 chậu. Còn bên kia 2 4 6, bên kia là tới 8 chậu lận. Cái hàng bên đây mà chậu nhỏ nhỏ là được để được tới 8 chậu lận. Thì trong cái sào này không là 25 chậu rồi bà con. 25 26 chậu rồi. Nó được 4 sào đó. Rồi bên đây Lan ở đây không nè, Lan chưa có rảnh làm lá đâu, nó lợi cho nó đẹp nè. Đó, nhiều lắm. Cây nhãn của Lan thì đang có bông nè bà. Rồi đó, ở đâu có cái gốc cây nào thì Lan cứ treo được thì Lan treo Lan lên đó. Cây hồng năm nay trái ít quá, không có nhiều bà con, trái được bấy lớn nè. Mà năm nay khí hậu sao kỳ quá, không có trái nhiều. Có rảnh Lan ra chùm nó lại. Đó, dưới này cũng là Lan nữa nè ha. Rồi ở đây thì mấy cây kiển giống như trường xanh vậy đó. Ở đây nữa nè đó. Rồi ở dưới đó cũng là Lan luôn. Rồi đây Lan đi dài lên cho bà con coi nha. Đây cây ổi bữa nay tốt lợi cho nè bà con. Còn cái này cây bát tiên, cây cari, cây mận. Còn cái này thì rau tầng dày lá, mùa hè bắt đầu nó tốt lợi vậy đó. Lại ba màu. Còn mấy cái cây quỷ này nó còn Lan không có ương đấy nha, mà nó lên nè. Đó, cái bụi ngò gai Lan tốt lợi rồi đó. Ở bên hông nhà kia cũng nhiều lắm. Rồi ở đây bà con biết gì không? Cây rau nhái thì có mấy bạn nói với Lan là cây đinh lăng. Ở vùng ngoài kêu đinh lăng, mà ở xứ Lan thì kêu rau nhái nha. Không biết phải cây đinh lăng hay không thì Lan cũng không có chắc ăn nha, mà chắc ăn là rau nhái ở xứ Lan á, Lan ăn ngon lắm, ăn với bánh xèo. Rồi ở đây thì Lan nhiều Lan lắm đó. Ở đây không là 5 chậu nữa rồi nè, 4 tới mấy chậu vàng là 5 rồi nè. Nó dài vô trong nữa, nhiều lắm bà con ơi. Rồi trên này trời ơi, thuộc về ông xã Lan, ông cũng bực mình với Lan, vụ bông nè nhiều lắm. Đó, để Lan đi qua đây cho bà con coi. Đó, Lan treo giống như chỗ nào có thì bây giờ thằng thuộc gì nó nhiều quá mình phải treo. Đó. Đây. Đó, cò nhầm cái, nó còn tên hiệu nữa nè. Mấy cái giống này là giống mới Lan mới mua nên không có nhiều. Thì Lan chiết ra đặng nữa cho sang năm có gì Lan bán đó. Chứ bây giờ nhiều quá mình cũng không có để chi nhiều dữ vậy nè. Mấy cái này là giống mới nữa nè, Lan đang nuôi nó đó. Đó, rồi Lan đi dài qua tới đây nha. Rồi ở đây cũng có một số Lan, cái cây Lan để nó đó. Còn này Lan, còn cái giống bông này mới nè bà con, Lan mua mất. Cái dạng nó giống như là hoa quỳnh đó, mà loại nhỏ xíu à. Quỳnh hoa mà loại nhỏ lắm. Một chậu mà lớn bự hơn này chút xíu là 169 đồng, 90 sen nhưng 170 đồng á. Chậu này Lan mua cũng 450 á. Rồi, ở đây là Lan đang ương nghệ, đường nó lên rồi đó. Còn đây Lan trồng cà. Trồng cà, còn cái cây này thì Lan không có trồng nha, cây gì quên tên rồi ta. Tí tô, trời ơi. Còn cái này là cái lá rêu bông, cái nó có bông nè bà con thấy không, đẹp không đó. Cái này thì Lan nửa lần sớt ra đó, từ từ Lan sớt nó ra, chưa có sớt hết, nhiều lắm đó. Rồi qua tới bên đây nha,
thì bà con cũng biết bữa hổm Lan mua với hai cây này, cây 60 đồng nè, 60 hay 65 gì quên rồi, với tiêu lá dứa. Còn ở đây tất cả những cái loại lan này là lan quý không nha. Một cái chậu này Lan mua tới 100 mấy nè, hình như 150, 140 gì đó. Lan đen đây nữa nè, cái chậu này cũng trên 100 đồng nè. Thì cái mấy cái này thì Lan chưa có chiết ra được, Lan nuôi nó, mấy cái này là Lan mắc tiền không đó. Rồi ở dưới này Lan, nói chung ở đâu Lan có chỗ Lan để lan hả? Được rồi, Lan đặc biệt khó trồng lắm bà con ơi, ngải bún đó, ngải bún. Còn bên đây thì Lan đang ươm cái hoa đậu nha. Lan mua hột giống có bao nhiêu không á, là trên 50 đô á. Cái này lá giang nè, lá giang không Lan mua 30 đồng mà không biết ươm lên không nè. 6 hột mà 10 đồng đó. Lá giang, cái này lá giang nè Lan, tại mình ươm mình phải để cái tên mình nhớ đó. Mà không biết nó có lên hay không nha, mua hết 30 đồng đó bà con ơi. Còn cái này là hoa đậu nè, lên rồi nè. Còn thằng nãy gì đây, trời ơi, rau nhút chưa lên nữa bà con ơi. Mua giống, Lan mua giống đó. Rồi bên đó thì cũng là lan, rồi ở trên này cũng là lan. Giống như ở đâu có cây cột nào là Lan treo được thì Lan treo à đó. Rồi đi qua tới đây nha bà con, đó nguyên cái dãy này là lan không nè. Cái chậu này thì quý lắm, cái chậu này là lan cọp nè. Lan cọp mà năm trước là nó có được 4 vòng á. Chậu này mắc tiền lắm, là mua có bằng nửa, có mấy tép hay là 100 đô đó. Nó năng đó đó. Còn cái này miết má phình, cái chậu này cũng mắc tiền lắm nè. Cái này là đúng là miết má phình đó. Lan để tên lại nè. Đó. Mấy cái loại này Lan mắc tiền không, mà chưa có chiết được nè, Lan chưa có chiết ra. Đó. Rồi bên đây thì là lan xả, cái bụi nó là nó như gì nè bà con. Đó cái lan nó thòng xuống màu xanh gì nè. Cái chậu này Lan mua 150 còn giá này thấy không. Đó cái chậu nó gì đó. Rồi dài tới lên đây. Bên đây thì mấy cái lan này Lan đắt thường thôi, màu cam màu đỏ. Nó có bông quanh năm mà bà con. Còn đường đi lên thang lầu thì Lan trồng dâu nè, nó đang có trái nè bà con thấy không. Đó. Rồi bên đó thì Lan mới mua mấy cái giống bông mới nữa nè. Cái này Lan trồng rau thơm, một trụ Lan mới mua đang về gầy giống nè. Rồi cái này mấy Lan cũng mới mua nữa nè, mấy cái này nè, một chậu cũng có 10 đồng đó, 10 đồng 11 đồng vậy đó. Đây mấy cái này Lan cũng mới mua về gầy giống nữa nè, đúng thấy không đó. Bây giờ giới thiệu bà con nha, cây táo Lan trồng xuống đất bây giờ nó có trái rồi nè bà con, chút 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 rồi nè, thấy chưa đó. Cây này Lan mua 100 đồng 2 năm rồi nha, bây giờ nó đậu được mấy trái rồi nè đó. Đó, cái mấy cái trái này là nó đậu nè bà con, cây táo đó. Còn dưới gốc cây táo thì Lan trồng, trời ơi, nào là xà lách nè, tùm lum hết đây. Đó, cái này là dâu mà nó tốt gì nè bà con. Rồi đậu, rồi dưa hấu, dưa leo gì, hình như có chỗ nào trồng được Lan cứ trồng vô hà. Đây nè, cái bệnh trồng trọt cũng nặng lắm rồi. Đó, này rau dền, rau muống ở đây có nữa nè, có mấy cọng rau muống nữa nè. Đây. Nếu như mình cũng thích trồng á bà con, đây rau muống nè bà con thấy không, được mấy bụi nè, có chỗ thì mình Lan nhét vô à. Cải salad son, mấy con ong nó đang lại uống nước nè, Lan để nước nhiều cho nó lại nó uống đó bà con, nó đang lên lại đó. Còn ở đây là lan nữa nè, ông xã mình ông đang lót mấy cái này cho mình để cho sạch sẽ đó. Đó rồi mấy cái cây kiển này thì Lan đang xớt nó ra, đằng nữa Lan bán nè. Đó, cho nhiều quá không có cách nào mà Lan để hết được á. Tí tô nó lên quá trời bà con ơi. Đây Lan có mía nữa nè nha, hai bụi mía. Bơm phù chì. Cái này tại Lan mới xuống đất cái nó yếu quá, có được có hai trái, mấy cái trái kia nó rụng hết trơn rồi. Rồi mấy cái kiển thì ở đâu có cây thì Lan cứ treo. Lan cũng trồng vô cái gốc cây nè bà con thấy không, Lan chút á. Rồi đây Lan treo nó đây nữa nè. Đó, nữa nè. Giống như ở nào chỗ nào có chỗ trống thì nó mới có nhánh gì nè thì Lan cứ treo lên cho nó có chỗ á. Tại mấy cái loại lan này Lan treo. Trái bưởi sao nó mới bay lớn, nó nứt cái lầm đã 4 lầm 5 rồi bà con ơi. Ngộ vậy, hình như nó lạnh quá nó nứt rồi nè. Trời ơi, năm nay ở Mèo Bình kỳ lắm.
mùa hè không ra mùa hè, mùa đông không ra mùa đông, mùa hè mà chứ ngược lại nó lạnh nên nó bị nứt rồi bà con đó. Bưởi nhà Lan đó lạnh quá năm nay nó nứt hết trơn à, tại vì mấy bữa trước nó còn xuống mười mấy độ nữa nè, mấy bữa trước ở Mèo Bình mình nó còn xuống mười mấy độ nè. Mùa hè thì nó cũng không phải mùa hè, mùa đông không phải mùa đông, nên năm nay trái cây ngọ nó không hư hết trơn này. Đó, ở dưới này cũng có một vài trái ở dưới gốc cây nữa nè bà con đó. Ồ, trên nó lạnh quá nó nứt hết rồi. Thôi tới đây Lan xin chào cả nhà nha, bye bye bà con. Bà con có thích thì cho Lan xin một like. Xin chào cả nhà, bye bye bà con.